Xin kính chào quý anh chị và các bạn đến với phiên cập nhật giá vàng của chúng tôi sáng ngày Chủ nhật 15 tháng 9 năm 2019. Trong ngày hôm nay thì giá vàng trong nước và thế giới hầu như là không có sự thay đổi so với phiên giao dịch của giờ chiều ngày hôm qua. Giá vàng thế giới vẫn đang được giao dịch ở mức đó là 1.487,9 USD trên một ounce. Còn đối với các hệ thống vàng và các địa phương trên phạm vi cả nước cũng không có sự thay đổi về giá so với phiên cập nhật của giờ chiều ngày hôm qua. Cụ thể như SJC vẫn đang giao dịch ở mức đó là mua vào 41.550.000 đồng trên một lượng và bán ra dao động ở mức đó là 41.900.000 cho đến 41.920.000 đồng trên một lượng tùy thuộc vào từng địa phương. Còn hệ thống Doji ở các địa phương chiều mua vào vẫn đang giao dịch ở mức đó là 41.550.000 đồng trên một lượng và bán ra là 41.900.000 đồng trên một lượng. Đối với SJC 24K thì đang được mua vào mức 41.500.000 đồng trên một lượng và bán ra là 42.000.000 đồng trên một lượng. PNG nhẫn 24K chiều mua vào là 41.400.000 đồng trên một lượng và bán ra là 41.900.000 đồng trên một lượng. Hệ thống nhẫn phú quý 24K ở các địa phương có chiều mua vào là 41.200.000 đồng một lượng và bán ra là 41.800.000 đồng trên một lượng. Hệ thống ngọc hải 24K ở các địa phương có giá chiều mua vào là 40.900.000 đồng trên một lượng và bán ra là 41.400.000 đồng trên một lượng. Hệ thống PNG nhẫn tròn 24K chiều mua vào là 40.900.000 đồng một lượng và bán ra là 41.700.000 đồng trên một lượng. Còn PNG nhẫn tròn 18K chiều mua vào là 30.030.000 đồng trên một lượng và bán ra là 31.430.000 đồng trên một lượng. Mi hồng SJC chiều mua vào là 41.550.000 đồng một lượng và bán ra là 41.850.000 đồng một trên một lượng. Ngọc hải SJC ở thành phố Hồ Chí Minh chiều mua vào là 41.400.000 đồng trên một lượng và bán ra là 41.950.000 đồng trên một lượng. Và nhiều hệ thống vàng khác cũng như là vàng 10K, 14K, 16K, 18K và 24K thì cũng không có sự thay đổi về giá so với phiên giao dịch cuối giờ chiều ngày hôm qua. Và sau đây mình xin gửi đến quý anh chị và các bạn bảng chi tiết giá vàng ngày 15 tháng 9 năm 2019. Kính mời quý anh chị và các bạn cùng theo dõi.